cái sản phẩm cát 3 để năm mới về nha. Độ rin của em này là tầm khoảng 90 mấy % luôn, bởi vì nước sơn rin toàn tập. Em mua được cái lô xe này là người ta ở bên bển là người ta mua xe thùng á, người ta chạy mới có 2.000 giờ, 3.000 giờ là người ta đã thanh lý bán cho mình rồi, thì cho nên là cái độ chất của nó là còn rất là mới luôn. Đấy, máy móc thì ta nói quay tới đâu là ghiền tới đó, nhìn tới đâu là khoái tới đó, vừa lái mà vừa cảm thấy là ô sà kê con dê luôn, bởi vì nó rất là nhẹ nha. Lái mà mình thấy những cái động tác nó rất là nhẹ luôn. Anh nào mà mua được chúng xe này về khởi nghiệp là ok luôn nè. Đấy, cái chỏ của nó là dài thường thượt luôn, tuy là cần kỹ thuật nhưng mà em nó rất là mảnh mai và nó dài thòn thòn luôn nha, thòn lòn luôn. Đấy, xích thì xích guốc cao su. Anh thấy anh chị thấy là lái trong cái khu vực chật hẹp như thế này mà ta nói nó lanh lẹ ha. Rồi, để tí xíu nữa em quay máy bơm cho anh chị mình xem. Còn cái dàn chân á thì còn mới lắm. Đấy, cái chỗ lái nó hơi nhỏ cho nên là mình test chủ yếu là sơ bộ thôi nha cô chú anh chị. Anh nào mà quan tâm thì có thể đến kho mình test trực tiếp. Đó, mình lái bằng tay, mình sờ bằng tay, mình cảm nhận từ cái nghề ha. Ở phía sau là không có khói luôn nha cô chú anh chị, chạy quá im. 290 triệu nha cô chú anh chị. Đấy, rồi em bẻ cái cần quang bên nè anh chị nhìn nè. Đó, bởi vậy mình làm gì là đa dạng công việc luôn. Mình muốn móc chỗ nào mình móc, mình muốn chọt vô chỗ nào mình chọt, mình muốn bới chỗ nào là mình bới luôn. Bởi vì em này nó lắc léo đa chiều nè. Đó, anh chị thấy không? Nhưng mà được cái là nó dài nha, nó dài thòn lòn luôn, nó dài lắm mà nó nhẹ, chứ không phải mà nó như những cái mẫu mà cô be mà nó bự mà nó dày đâu. Cho nên là mình để gì mình xài luôn là quá ok luôn. Gào đẹp, chân cẳng ta nó nước sơn đẹp, chạy mới mấy ngàn giờ, 2.000, 3.000 giờ, nguyên cái lô xe này về ưng ý hết sức luôn. Trời, bây giờ là em quay cái máy móc cho anh chị nè. Trước khi quay máy móc thì anh chị mình xem cái dàn lam nè. Đó, nổi cái lam mà nó còn tem như thế này là biết là độ mới của nó cao ha. Rồi, tiếp đến nữa là tao nói cái dàn chân nè. Đó, anh chị thấy không? Dàn chân còn rất là đẹp luôn. Rồi, cái guốc cao su nó còn dày cho nên là cái này là nó còn rin 100%, nó chưa chạm đất luôn ha. Rồi, em quay dàn chân cho anh chị mình xem trước rồi em sẽ quay máy móc nha. Tự quả ga lê nè. Trời ơi, quả ga lê nó còn tem luôn. Đấy. Đó, đùi là đùi nhông luôn nha cô chú anh chị, đùi nhông nha, còn cái bánh sau nó còn dày và bự và đẹp luôn. Đấy, phần máy móc nè, trước tiên là em quay cái cát nước, cát nhớt nè ha, còn rất là đẹp nha. Đấy, khô ráo sạch sẽ. Rồi máy móc nè, đây nghe máy nó im không, im ru luôn, im re luôn. Giữa cái phần liên kết này ha, giữa bơm và máy nè, thấy không, ốc nó còn 7 màu luôn, phần liên kết của nó còn rất là đẹp ha. Đấy, còn cái bơm nè. Đấy, khá là đẹp ha. Này bô lửa của nó còn quấn ama nhăn luôn. Rồi, em quay nè, không có khói nha. Rồi, quay về dưới vàng mông luôn ha. Nhìn cái hơi thừa của nó là vẫn không có luôn nha. Cái dàn chân của nó là đẹp ơi là đẹp luôn. 290 triệu 290 triệu là mình sở hữu cái dòng sản phẩm cát 305 như thế này thì còn chần chờ gì nữa, quá trời xuất sắc rồi. Đấy, dàn chân của nó nè. Rồi ha, nội cái thảm của nó không cũng còn là thảm riêng ha. Rồi em quay luôn. Chiếc này vừa tròn 4.000 giờ ha. Đấy, vừa tròn 4.000 giờ. Chiếc kia thì mới có 2.000 giờ thôi. Đấy, nội cái yên của nó nè. Đó, là còn nước sơn riêng luôn. Nói chung cái xe này nó chắc lắm nha. Này em quay cho anh chị mình xem ha. Là từng cái ti của nó chưa từng thay phốt lần nào luôn mà nó còn đẹp ơi là đẹp. Cái cần của nó thanh mảnh mà nó dài như thế này nè. Đấy. Rồi, 290 triệu là anh chị mình sở hữu cái chiếc xe này rồi. Liên hệ gấp cho em Kim và số hotline 0966 340 640, hoặc số hotline thứ hai 0966 740 và 440 để chốt nhanh nhé.